Xin chào anh em nhé. Xe máy của anh địa chỉ 999 đường Hồng Hà, phường Trương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 0905958889. Hôm nay để tiếp tục những cái video thì mình xin gửi đến anh em một cái video về chiếc xe Yamaha IB 125 đăng ký tháng 6 hay tháng 7 gì năm 2017, biển 29E227853. Mình cho các bạn xem tổng thể và mình giới thiệu qua về xe này. Thế thì chiếc xe này có một vài cái đặc biệt là chủ xe đã lên cho xe một đôi vành và vành nan, và cái yên thì cũng đã được làm lại với cả yên ép nhiệt, và cái bô là cổ bô full inox và vẫn còn cái xử lý khí thải phía dưới vẫn đầy đủ. Đấy thì cái xe này thì một cái xe IB thì mà lên cái vành nan thì nó thật sự là nhìn nó khác hẳn luôn, nó khác bọt hẳn so với cả cái xe zin. Cái xe zin thì nó là vành đúc và bô nó cũng không được đẹp lắm. Thế thì chiếc xe này đã được lên tất cả những cái đồ chơi như thế rồi thì nhìn rất là bắt mắt, màu trắng nữa, cho nên là nó rất là hợp với xe. Thế thì còn tất cả những cái vành zin này, bô zin này là còn đầy đủ, không thiếu cái gì cả nhé các bạn nhé. Khi mà bác nào mà mua chiếc xe này về là mình sẽ gửi lại tất cả những cái đó theo kèm theo với xe luôn. Rồi, thế thì chiếc xe đã đi được 1.500.000 km, 1.853 km, 2 chìa khóa zin đầy đủ, không thiếu cái gì cả. Một chìa chưa sử dụng này. Đấy. Ở đây. Bên tay côn này. Tất cả các cái con ốc hay là cái gì nó còn rất là sáng, rất là đẹp. Đều xe một cách tuyệt đối, sơn zin tuyệt đối nhá, không có dặm tút bất kể một tí nước sơn nào cả. Sơn của xe là sơn zin 100%. Không có tút tát bất kể một chỗ nào hết. Đấy. Nó rất là đẹp. Rồi thế mình quay cái cổ phốt cho các bác xem luôn này. Đã bảo dưỡng nhá. Nhìn các bác nhìn rõ ràng nhá, đã bảo dưỡng cái cổ phốt nhá. Rồi, thay một cái dây côn của dây côn hoàng sơn rồi, cho nên là cái côn bóp rất nhẹ. Cái điểm yếu của cái xe IB này là cái côn bóp rất là nặng. Thế nhưng mà khi mà đã thay cái dây côn hoàng sơn rồi thì bóp một ngón luôn nhá. Đây này, bóp một ngón luôn. Rất nhẹ nhàng. Rồi, phía đằng trước. Đây là cái cụm đồng hồ cụm đèn của nó và cùng kèm theo cái đồng hồ đằng trước. Mọi thứ đều rất là đẹp. Trang thiết bị trên xe là đầy đủ, không thiếu một cái gì cả. Đây, cái bộ vành nan của nó là như vậy đây, rất là đẹp đúng không ạ? Nó hợp với xe một cách vô cùng luôn. Bên tay trái, tay phải là cái bên đĩa phanh này. Các bác nhìn đĩa phanh nhá. Đấy, cùng với cả cái củ phanh này. Gác đờ bu thì rất là đẹp, bóng rồi, sáng bóng và không có xước sát gì hết. Lốp thì cam kết với các bác là các bạn đi thêm 1.500.000 nữa mới phải thay, không phải lo lắng gì vấn đề lốp lát gì cả. Đây, nhìn dọc của theo thân xe này thì cái tem của bình xăng và cái tem của cốp là rất là đẹp nhá, không có xước hay là bất kể bị gãy vỡ gì cả cốp gì cả đâu nhá. Rồi, phần cục máy này. Chế của xe này. Đây cục máy đây, cận cảnh cục máy luôn. Xe IB này cục máy ra nó thò hết ra rồi, các bác nhìn nó rõ một cách tuyệt đối. Các bác thì cảm nhận được trực tiếp ngay. Con ốc treo máy phía dưới đây. Cục máy là zin 100%. Và da máy thì rất đẹp nhá. Da máy cực kỳ đẹp. Không có một vết xước hay nổ gì cả. Bô inox này, full cổ inox luôn nhá. Còn nguyên bô zin. Đấy, bô cổ chai đằng sau. Đây, cái càng để chân đằng sau đây. Đẹp tuyệt đối. Để chân này, các bạn nhìn để chân nhá. Đấy. Con ốc treo của càng sau này. Giảm sóc. Tiếp theo nữa là cái ốc trục và cái càng phanh. Rất là đẹp đúng không ạ? Các bác nhìn cảm nhận được ngay rõ ràng đúng không? Còn bóng loáng và bảy màu luôn. Rất đẹp. Yên ép nhiệt, yên này yên ép nhiệt thì rất là mềm. Hai xi nhan sau thì vẫn là hai xi nhan zin. Đèn cũng là đèn pha, đèn sau vẫn là đèn zin nhá. Tất cả mọi thứ đằng sau là đều zin. Đây, cái lốp của nó đây. Các bác đi thêm 1.500.000 nữa, thậm chí là 2.000.000 nữa vẫn ok nhá. Không phải lo lắng gì cả. Nan hoa đẹp luôn. Nan hoa tuyệt đẹp. Nhìn nó đã thấy thích rồi. Đây, bên này.
Nhông xích thì ok, nhông xích còn khá là tốt, không đến nỗi tồi đâu. Các bác đi ok, mình đã kiểm tra rồi nên mình không thay thế gì cả. Đây là cái thụt đằng sau này, bên tay trái để chân này. Đó. Hộp chắn xích rất sáng bóng, mọi thứ đều hoàn hảo, tem xe không một vết trầy xước, cốp zin không một vết trầy xước, không có gãy vỡ bất kể một cái lẫy nào cả. Phía dưới này các bạn có thể nhìn đây, cần số này, để chân này, và cái cục máy bên tay trái này. Đấy, cái bường điện nó rất là đẹp nhá, càng phanh đây. Xe này thì cục máy lồi ra ngoài, các bác có thể nhìn rất dễ, cảm nhận cách tuyệt đối luôn. Kể cả ai cũng không biết đi chăng nữa thì nhìn là biết, thì hiểu ngay là cái xe nó có zin hay không luôn. Đấy, cái con ốc đỉnh máy đấy. Tem đây, tem của mình xăng. Còn những cái chảng ba theo thứ thì chắc chắn là ngon đẹp rồi, không có gì để chê rồi. Thụt thò thì sáng bóng, tất cả xi nhan xi nhiếc đều sáng bóng, mọi thứ đều đang trong tình trạng hoàn hảo nhất của cái xe. Thay dầu thay mỡ rồi, về tất cả các cái xe này về là chỉ việc sử dụng thôi, không phải mó chân mó tay vào đi kiểm tra cái nọ hay cái chai nữa cả, tất cả đều là rất là ok. Đó. Hình thức thì là rất đẹp, so với nó có cái vành nan, nó rất là hợp với xe. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ báo giá cái xe này cho các bác để các bác biết luôn này. Chiếc xe IB đăng ký tháng 7 năm 2017 biển Hà Nội này đang được bên mình bán ra với giá 37,5 triệu nhá. Sẽ kèm bao gồm tất cả các đồ zin theo xe của xe và những vành nan hiện tại trên xe. Giá là 37,5 triệu, chưa bao gồm chi phí sang tên cũng như chi phí vận chuyển. Mời các bác đến trực tiếp cửa hàng để có thể xem cận cảnh và nổ máy đi thử xe. Còn các bác nào ở xa thì sẽ cố gắng là xem hết cái video của mình là sẽ cảm nhận được về xe. Còn riêng về phần chất máy thì mình cam kết là máy zin và êm tuyệt đối luôn nhé, không có bất kể một tiếng động lạch sạch hay cái gì hết. Tất cả các cái xe bên mình đều là những cái xe được tuyển lựa một cách kỹ lưỡng nhất rồi, không bao giờ phải lo lắng là nó hỏng hay là nó bị kêu hay là cái gì cả. Ok, đây thêm một lần nữa bên tay trái cho các bạn xem. Rồi thế mình xin dừng cái video ở đây và sẽ hẹn các bác vào những cái video tiếp theo. Mình xin cảm ơn nhé, hẹn gặp lại các bác nhé.